trong đó. Ok, ok. Lực điếc nó xuống vậy đó. Xong rồi cái mũ cái cầu lại nó sợ nó đổ nước về mình muốn view đây, ngon lắm. Dục cái gì? Chứ banh bỏ lại rồi. Nhớ Thảo Long Duyên ra, mình đưa bé ra gặp gặp cái con kia nó ẵm em đi đó. Bạch chuối nè, bạch chuối rất thơm, ngon lắm. Miêu cậu, ngon. Có ăn chưa? Cậu ơi, 8 giờ đó. Cậu ăn muốn rồi nha. Ăn tô bự nha. Đúng kia ngon. Bún riêu mà có mùi cần nước cũng thơm không? Cái mùi được cần nước á. Cần nước thôi, organic được rồi, không cần tốn phân đâu. Không cần lấy nước tưới được rồi. Mẹ ăn đi mẹ. Ngon lắm. Có ớt, có chanh ớt mắm ruốc à. Chan vô. Ăn cay vừa, ăn cay quá ngon. Cay ngon quá, quá cay ăn mất ngon. Cay bừa bừa ha. Giờ gần 8 giờ. Mom, ăn ngon. Múc lên cho mẹ chưa? Thank you.
Cậu cứ ăn xong đi làm cậu ơi. Ăn kịp không cậu? Cậu ăn kịp không? Cậu cứ ăn luôn cậu cưng, cậu kinh. Cậu hút ăn chưa? Hút ăn chưa rồi. Cậu hút lên làm chưa? Nè. Cái cậu ngon quá nhỉ. Nhìn cái tô thôi thấy ngon. Nghe ăn nữa. Cái bài gọi nắng này hay ha. Nó chơi gì ta vậy đó. Ừ, thằng Thiên Nam nữa, thằng Thiên Nam nữa. Ôi mình chỉ chờ nghe mê luôn. Lắng nghe luôn nữa chơi. Nghe luôn nghe đi mà. Không, chơi đi. Múc tôi chưa? Nhạc chị cũng sẽ phải đúng tay này nó chơi đúng. Nhạc chị cũng tỉa cái tay đi. Cái này còn hả? Hết. Nó reo dây cũng hay vậy đó. Nhưng cái này em còn nè. Rồi cho rồi. Bỏ vô microwave cơ, nó nóng lên, sôi lên. Tôi chỉ ngon không nhỉ? Mẹ múc cho anh cho chín cho mẹ ăn mẹ. Không. Anh hâm nóng rồi mẹ bỏ ra rồi nó vừa.